Sau nhập xin chào các bác. Lâu lâu em về được cái chiếc máy lọc khí Panasonic, cái dòng VIP FVC70K các bác nhé. Đây là cái dòng cao cấp mặt dâng cánh vẫy của Pana, thiết kế rất là đẹp các bác này, mẫu mã đẹp, kiểu dáng đẹp hiện đại. Đây, tem mác của nó, con này sản xuất 2014, 66W, series máy 4435, các bác dùng trong phòng khoảng 50m² lồi nhé. Tình trạng máy, mọi chức năng hoạt động tốt. Đây là cái dòng máy cao cấp của Panasonic, các bác để ý đây, có cảm biến phát hiện người nhé. Đấy, cái thế hệ trước thì nó nằm ở giữa này, thế hệ này thì nó chuyển cái mắt này sang đây. Chỉ có những cái dòng cao cấp nhất của Panasonic thì mới có cái mắt này thôi ạ. Đấy, các bác lưu ý nhé. Đây, đây là cái máy cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm nó sản xuất. Báo bụi mịn 2.5 PM, Econavi, báo phần trăm độ ẩm các kiểu. VC70K. Trên này thì giao diện cảm biến ánh sáng đâu. Đây các bác này, mắt cảm biến ánh sáng này. Đủ 5 cảm biến luôn, cảm biến phát hiện người là 1 này, cảm biến ánh sáng là 2. Cảm biến ẩm, cảm biến mùi là 4. Cảm biến bụi là 5 cảm biến. Mang cái pan này em thay mới tinh. Cái mang này mỗi lần thay mới các bác dùng khoảng đôi năm có thay một lần thì là 400.000 nhé. Đấy, mang than. Than của Pana rất là dày. Than thì vẫn zin. Còn máy đây. Giá thành thì cũng khá là hợp lý đấy ạ. Cái chiếc này thì em bán là 2.8 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Các tính năng con này có thêm tính năng ở cái dòng này các bác này. Có thêm cái tính năng là bù ẩm, 3 cấp độ bù ẩm thì các bác chỉ chạy được khi nó có nước nhé. Còn nếu bình thường các bấm này nó không tác dụng gì đâu. Chuyển sang chế độ bù ẩm có nước này này các bác này, hoặc là chế độ này mà các bác phải có trong bình có nước thì máy sẽ bấm được 3 chế độ này. Đấy. Gần đây là khóa trẻ em, giữ 2 dây khóa, 3 dây khóa trẻ em nhé. Đấy, yeah. Đây là lọc khí khử mùi nhanh 2 cấp độ. Đấy, Eco. Đấy, các cái chế độ tốc độ lọc này. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, các cái chế độ lọc khử mùi ở đây. Đấy. Bình thường các bác dùng để Eco cho em nhé. Bên này là bình nước buồng. 2.8 triệu cho một con máy thời điểm này quá rẻ luôn. Chiếc này năm ngoái có giá hơn 5 triệu. Hàng đầu zin còn rất mới này các bác. Năm nay máy lọc khí và máy rửa bát giá thành rất hợp lý ạ. Các bác tranh thủ sắm. Con này đầu bên áp điện 220V rồi các bác nhé. Chào các bác.